Rồi, xin chào tất cả bà con đã quay lại với kênh Thỏ Miền Nam nha. Hôm nay mình đi gieo giống ở trà thỏ của anh mới. Mình phát hiện được cái công thức làm thức ăn của anh để tận dụng những cái phế phẩm trong công nghiệp để chế tạo và tự chế biến ra thức ăn theo cái nhu cầu chăn nuôi của mình. Thì sau đây mình sẽ quay cho bà con cái quá trình mà làm ép viên cám của anh. Hiện tại là nguyên liệu, anh đang trộn nguyên liệu. Này là gồm cái gì anh? Cái gì trong đây? Này là lúa, rồi bắp, rồi cám gạo mình á. Dạ. Rồi mang cái quá đồ này kia, bổ đồ này kia đó. Mà có xài cám công nghiệp vô thêm không? Không, không có xài. Không có xài. Nếu mà đạm á thì đi rút. Đạm là cái gì? À cái ruốc á hả? Con ruốc không? À, ruốc khô á. Ruốc khô, rồi. Là mới đầu là mình phải cho qua đây mình xay trước đúng không? Này là cái máy xay. Nếu mà mình mua bắp nguyên đó, thì mình về mình ra mình nghiền. Dạ. Tức là bắp nguyên hộp thì về bỏ vô đây nghiền. À, nghiền. Lúa thì cũng bỏ đây nghiền hay sao? À, lúa bỏ đó nghiền. Rồi, còn cái nào mịn thì thôi. À, cái nào mịn thì thôi. Dạ. Rồi. Còn nếu mà dạng như mình có cá mình bỏ đó mình về ra. Dạ. Xong rồi mình mới trộn đều rồi mình mới cho vô đây. Dạ. Thôi thôi anh quay cho bà con coi luôn. Nóng luôn bà con, nó gần như chín luôn anh. À dạ, này rồi mình đem ra mình phơi hả? Mình phơi à, hai ngày làm một lần. Nhưng mà anh nuôi đây một ngày một lần anh làm bao nhiêu ký? Một ngày gà đồ này kia là làm một ngày cũng cao. Dạ. Dạ. À, làm bao là chăn hai ngày. Dạ. À, nó cũng nhanh dữ ha. Cái máy này thì hồi trước anh mua bao nhiêu một bộ vậy? À, máy này nếu mà không là có 7 triệu mấy á. Nhưng mà cái máy ép này không là 7 triệu mấy. Còn thêm cái máy này nữa. Là 14 triệu là hai máy, nhưng mà riêng cái máy này không là 7 triệu mấy. Là cái máy này cũng phải 7 triệu mấy nữa. Cái này 4 triệu mấy. À 4 triệu mấy rồi thêm vận chuyển khoảng 2 triệu. Rồi. Cái này anh đặt mua ở đâu? Cái này đặt ở trên mạng á. À, vậy hả? Ngoài. Dạ. Cái này anh quay cám tự sản xuất này được bao lâu rồi? Này mới khoảng tháng mấy, 2 tháng. Dạ. Rồi hiện tại nếu mà tính ra 1 ký cám này với lại 1 ký cám kia thì cái tiền nguyên liệu của 1 ký cám thành phẩm này nó bao nhiêu tiền anh? Nếu mà mình làm ra thì mình tính ra một bao nó khoảng 200 ngàn. Bao khoảng 200 ngàn. Là một bao là khô hay là không khô? Là mình làm là dạng như là khô luôn á. Là phơi khô xong một bao liệu, là liệu sẵn ở ngoài hết. Dạ. Rồi dạng như còn đó là mình tưới nước, kia. Dạ. Mình đâu có tính ngoài đó. Tức là cân nguyên liệu 25 kg. Ừ, nếu mà tính ra sản xuất xong là khoảng 200 ngàn bao. Thì nó rẻ hơn cám công nghiệp nhiều lắm, rẻ hơn khoảng 50 ngàn bao hơn á. Dạ. Cũng được. Rẻ hơn khoảng 2 ngàn một ký. Dạ. Cái mùa này cám lên giá dữ lắm nên là phải quay cho bà con mình có một cái giải pháp nào khác.
Nhưng mà có điều cái này cực là phải đi mua nguyên liệu. Cái này nguyên liệu. Dạ. Bây giờ mình không mua, mình mua người ta trả lại tới. Rồi hiện tại bắp anh mua nhiêu ký? Bắp mua 8.000. Bắp 8.000. Rồi còn mấy cái cám kia? Nó 7.600 cám nhuyễn. Dạ. Rồi. Còn ruốc này anh mua ngoài chợ hay là tiệm? Chợ Anh Phú hả? Chợ Hạnh Phú chứ mới có. Mấy cái ruốc khô rồi. Ruốc khô, ruốc dụng á. Ruốc dụng, à ruốc dụng. Chỉ có 22.000 ký. Dạ. Cái đó thì mình để ít vô cho nó có đạm thôi ha. Cũng như là cái mình làm một bao vậy là chừng ký à. Bao là ký ruốc, tức là 25 ký nguyên liệu là ký ruốc, cận ký ruốc trong đó. Dạ. Rồi. Rồi còn lại là vitamin, khoáng chất, men tiêu hóa này nọ. Tiêu hóa này kia thì thuốc bổ này kia là đưa vô hết. Ủa em thấy mấy người trên mạng người ta quay đó là người ta có dầu dầu ăn nữa là sao ta? Có biết tại dầu ăn người ta bỏ vô đặng cho cái gì nó bóng đẹp á hả? À, cái thằng của mình vậy thì nó sử dụng thì khỏi ha. Ừ. Dạ. Tại vì người ta ra đặng nó cái viên nó trơn nó dòm thấy nó bóng. Dạ. Chứ có dầu đó, dầu ăn đó rồi nó cũng đâu có gì đâu, chạy gì tác dụng gì đâu. Rồi cái bịch thảo mộc á, rồi thảo mộc để hồi em đưa cho là khi mà trộn nguyên liệu, cái lúc mà trộn nãy á, anh trộn vô luôn. Tức là nó là một muỗng cà phê cho 3 ký nguyên liệu. Anh cứ trộn đều anh hát là nó thơm dữ lắm, nó gừng tỏi trong đó. Cái này là làm ra là nó nguyên chất vậy không dạ. Còn nếu mà mình lấy sắc bia ha, hoặc sắc bia ha, hoặc sắc bịch nha gì đó dạ. Nếu mà cái đó mình trộn vô lại dạng chỉ có 100 mấy chục ngàn một bao thôi. Nhưng mà cái đó thì nó khô là nó nhẹ hiều à. Là cái cũng như sắc bia là mình chỉ vô đây là cũng như mình cộng lại chỉ có 100 mấy chục ngàn. Dạ. Sắc bia là độn thêm á mà. Là dạng như mình khỏi tưới nước. Dạ à. Như là mình đưa vô nó mới là mình vừa thấy vừa cái độ để mình quay vừa luôn. Thôi. À. Đó, rồi. Phụ cho nó thêm cái đó thôi. Dạ. Rồi em thấy người ta xài bã đậu nành nó được không ta? Được, bã đậu nành thì mình cũng đưa vô pha trộn rồi mình pha trộn nó vừa cái độ ẩm nó thôi, mình khỏi chế nước đó. Dạ. Như là mình lấy cái đó mình pha trộn vô. À. Mình ép cho nó mình canh cho nó đủ cái tố lượng nó thôi. Dạ dạ. Rồi. Để mình trộn về quá nó ướt nhẹp thì đó nó nhão nhẹt luôn. Bảy nhầy luôn à. Rồi ok. Rồi thôi cảm ơn anh nhiều. Anh đây cũng là giải pháp giải quyết cấp bách trong cái thời gian dịch này nha bà con. Thì bà con nào chăn nuôi nhiều thì nên đầu tư để mà mình chủ động cho nguồn thức ăn. Nhưng cực cái là phải đi kiếm nguyên liệu. Cực cái là phải đi kiếm nguyên liệu với bỏ công. À nhưng mà có điều thì cái chất lượng mình kiểm soát được. Với cái thứ hai nữa là mình tiết kiệm được một phần. Với thuốc men mình cần gì mình đi vô. Đó, đúng rồi, thuốc men mình cần gì đó là mình cho vô luôn, không phải trộn ngoài mà nó rơi rớt này nọ. Dạ. Như đem nó mọc xuống thì đó là mình trộn vô đây luôn rồi. Đó, thì trộn vô ép luôn. Dạ đúng rồi. À, tự sản xuất cám thảo mộc luôn. Ta cám thảo mộc ta bán cả 400-500 ngàn bao đó. Rồi ok, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Rồi hẹn gặp lại bà con mình trong video kế tiếp nha.